thiệu anh em đây, con nó đang kết nhau. Đây là con số 10 này, con số 1 này. Tất cả là đều chim 2 đến 3 vụ rồi anh em nhé. Chim cứng hết rồi. Nói thẳng là mình cái lô này là mình mua của người chơi chim, người ta đầu tư rất là nhiều. Nhưng mà tại vì là anh em thấy không, mọi năm ngoái ấy, là đất cát nó sốt thì mọi thứ nó đều sốt theo nên là người ta kiếm được thì người ta mua nhiều. Nhưng mà nó thật sự là năm nay là nó kinh tế nó khó khăn, đất cát lợ trồng chất nên là nước bắt của người ta là người ta gần gọi là người ta bán lại giá hợp lý, nên là mình về đây mình cũng để lại cho anh em. Nói thẳng là hoàn toàn những con chim thi đấu khủng ấy, người ta bắt trên đàn khủng hết rồi. Anh em xem những tết cái mẫu nào thì alo Đức nhé. Đây giới thiệu anh em là con số 10 này và con số 1 này. Bên này thì con số 13. Đánh rất là tốt luôn.